Chúng ta đến với phần 5 trong cái chuyên mục 1.000 câu trắc nghiệm chinh phục tiếng Anh lớp 6. Phần 4 phần trước thầy đã giảng xong cho các bạn rồi. Bây giờ là phần 5 là tiếp tục một dạng đọc hiểu mà có dạng đục lỗ nữa các bạn. Đây là cũng một bài cũng tương đối khó thì không khó lắm nhưng nó cũng vừa phải với trình độ lớp 6 mà sách giáo khoa mới của chúng ta đó các bạn. Rồi, vậy thì như mọi khi để tiết kiệm thời gian cho các bạn, thầy sẽ điền từ 1 đến 8. Điền luôn rồi sau đó thầy sẽ giải thích sự lựa chọn của thầy cho các bạn nha. Câu 1, các bạn chọn phương án A cho thầy. Phương án A, B, C, D thì nó nằm ở dưới này rồi. Thì bây giờ thầy điền các cái chữ đó vào luôn rồi thầy dịch cho các bạn dễ hiểu. Ví dụ như câu 1, chọn chữ find. Đó. Đây này, ví dụ các cái chữ nó có dưới này hết rồi các bạn. Ví dụ phương án A là chữ find này, đó, các bạn thấy chưa? Thì bây giờ thầy điền vô luôn. Câu 2 á thì các bạn chọn chữ name. Đó, cái tên đó thì nó có hết các phương án rồi, tí các bạn nhìn thấy. Rồi câu 3 đó là các bạn chọn an. And đó các bạn. Câu 4 thì các bạn chọn for. For đó. Câu 5 là các bạn chọn at. Không, no, title. Câu 5 title. Câu 6 thì các bạn chọn is. Câu 7 các bạn chọn subject. Nó có ở dưới này, tí các bạn nhìn rõ cái chữ đó hơn. Và câu cuối cùng, câu 8 các bạn chọn before. Đó. Rồi. Bây giờ nè, thầy sẽ dịch rồi thầy giải thích sự lựa chọn là các bạn hiểu nha. Bạn làm gì nếu bạn muốn tìm một cuốn sách ở trong một cái thư viện? Đó, thì cái chữ tìm này, đây là tìm kiếm này. Find a book là tìm một cuốn sách. Bạn làm gì nếu bạn muốn tìm một cuốn sách trong một thư viện? Nếu bạn biết cái tên của tác giả, đó, các bạn thấy chưa? Author's name là tên của tác giả. Nếu bạn biết tên của tác giả thì hãy đi đến cái kệ hàng ấy, cái kệ mà sách mà có liệt kê các tên của các tác giả đó. Đó, các bạn hiểu ý của câu này chưa? Đó, thì cái tên của tác giả thì bạn đến cái kệ hàng, cái kệ sách mà có liệt kê tên của tác giả. Tìm cái tiêu đề của cuốn sách và kiểm tra cái nhãn hàng của cái nhãn nhãn mác của cái kệ đựng sách đó. Đó, các bạn để ý cái trong cái nhãn đựng sách đó, nhãn đựng chứa sách đó. Và hãy ghi chú, make a note ghi chú về điều này, ghi chú về điều này trước khi bạn tìm, look for là tìm. Trước khi bạn tìm một cái kệ mà đựng sách phù hợp, đó, hãy ghi, ghi để ý cái điều đó, để ý những điều vừa nói trên đó. Trước khi bạn đi tìm một cái kệ sách cho phù hợp với cuốn sách mà bạn đang tìm á, nếu bạn không biết tên của tác giả thì bạn hãy đi thẳng đến cái kệ đựng sách mà có tên tựa đề của cuốn sách á. Nếu không biết tên tác giả thì đến cái chỗ mà có tựa đề cuốn sách, những cái kệ hàng đựng sách, cái kệ đựng sách mà có chứa tiêu đề đó, có liệt kê các tiêu đề đó. Nếu không có cái kệ đựng sách mà chứa tiêu đề đó, ghi tiêu đề ở trong thư viện đó, thì hãy đi đến cái kệ mà đựng các cái chủ đề đó các bạn, các cái chủ đề, các môn học, các chủ đề đó. Đó, nếu mà không có cái tựa đề thì có cái chủ đề của nó. Kiểm tra tất cả những cái tựa đề, cái mà để ở dưới cái chủ đề mà bạn muốn đó. Đó, cái chủ đề thì nó chắc chắn nó sẽ có những cái tựa đề từng cuốn sách bỏ đó, đúng không nào? Sau đó hãy kiểm tra cái card phù hợp, cái card là cái thẻ sách ấy, cho phù hợp. Khi vì sao? Vì kiểm tra cái card cho phù hợp này. Vì với như 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 chứ không phải vì như với cái kệ đựng tác giả đó. Có nghĩa là làm sao mà cái card tựa đề này, tiêu đề này với tác giả này nó phù hợp cái bạn đang cần đó. Đó, các bạn hiểu đoạn văn chỗ này chưa?
Tiếp theo hãy tìm cái cuốn sách, hãy tìm cái cuốn sách ở trên cái kệ, và hãy cho phép cái người quản lý thư viện đóng dấu cái cuốn sách trước khi đóng nhãn đó, trước khi bạn mang nó ra khỏi thư viện. Có nghĩa là mình mượn mà, mình mượn thì để người ta đóng, để người ta biết mình mượn chứ, đúng không? Đó, trước khi bạn mang nó ra khỏi thư viện. Nếu cuốn sách không có ở trên kệ thì hỏi người quản lý thư viện để nhận nó, để lấy nó cho bạn. Đó, đấy toàn bộ cái bài đọc rất là hay, cái bài đọc điền chữ còn thiếu rất là hay. Và đây là tất cả những cái phương án lựa chọn mà thầy đã chọn cho các bạn, và những cái phương án còn lại này, đó các bạn tham khảo được chưa? Với cái phần 5 này, đó có 8 câu thôi. Ok, rồi như vậy là phần 5 thầy cũng đã giúp các bạn làm xong cái bài đọc hiểu này, và hẹn các bạn video tiếp theo chúng ta đến với phần 6.